Alo, chào các bác. Vâng, Palkidi X18. Thì em mua máy rất là nhiều máy chơi game và em làm lại clip thì về cái máy chơi game thì khá là ít bởi vì là nó quá là thuần túy ở ROM nào chạy ROM đấy rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì em phải review sơ qua, đánh giá sơ qua về chiếc Palkidi X18 này. Đây là chiếc máy chơi game mà em mua và về và em hoàn toàn không muốn bán ra. Đó, thì các bác đừng biết ấy, thời gian gần đây game mobile, game trên điện thoại di động hay là những chiếc máy game phone nó ra rất là nhiều, thế nên là để chơi game này, xem YouTube, xem mạng này nó là phổ biến, nó rất là phổ biến và là dễ dàng rồi. Thành ra là nếu thực sự là bác nào mà có đam mê về máy chơi game như em ấy thì các bác mua máy chơi game về chơi thôi, nhưng mà chơi rất là chán mà chỉ để sưu tầm thôi, đúng không? Bởi vì là đâu có máy chơi game để chơi game thôi, đâu có xem được YouTube đâu. Ví dụ như một số máy chơi game như DS này hay là GBA này, hay là những một số máy chơi game mà em từng mua giống như mấy con Palkidi Q90 hay là những cái con máy X7 ấy, MP5 ấy, thì nó chỉ để chơi game, phim thì có vào và nghe nhạc thôi. Thành ra rất là chán. Bởi vì điện thoại bây giờ chơi game nó ngon, nó cũng giả lập được những cái phần mềm đấy, nó chỉ không có phím bấm thôi. Nhưng mà chơi màn hình cảm ứng bây giờ cũng quen rồi. Ví dụ như một số game như là PUBG hay là Liên Quân hay là Liên Minh Tốc Chiến ấy, thì bây giờ là anh em chơi rất là nhiều bởi vì nó chỉ chơi vào hiệu ứng cũng được, không cần gì bàn phím. Như đây là chiếc máy chơi game Android mà em mua về mà em cảm thấy ok nhất, bởi vì là game gamepad nó quá là tốt luôn, ấn quá là sướng luôn, mà cũng chạy Android, mặc dù là cấu hình nó hơi yếu, chạy game thì nó không được mượt mà lắm, nhưng mà cũng khá là ổn mà em phải làm review đó. Thì phải nói thật với các bác là nếu mà giao diện gốc, ROM gốc ấy, hay là nói là ROM gốc của Palkidi X18, nó là của Trung Quốc, nó không Google hay không cái gì cả, cái game nó khá là phiền phức. Thế nên em có lên mạng em nghiên cứu một số diễn đàn ở trên mạng của nước ngoài ấy, thì ở trên đấy người ta có hướng dẫn cách cài ROM chiếc máy này. Một cái đen cái là máy này của em là bản 32GB, thế nên là rất là khá là ít cái hướng dẫn, nên em phải tìm khá là lâu. Thì sau 2 ngày sử dụng thì em đã à sau 1 ngày sử dụng thì em đã tìm được và em đã cài được ROM quốc tế vào cho chiếc máy này, ROM Google gốc ấy đó. Và rất may là nó còn cái hỗ trợ đầy đủ cái bàn phím của cái Palkidi 9-18 luôn, thế nên chơi game rất là sướng đấy nhá. Thì cái ROM này nó khác gì cái ROM của Trung Quốc. Thứ nhất là nó rất là nhẹ bởi vì nó là ROM gốc của Google luôn. Thứ hai ấy, là nó có Google Play này, có tất cả dịch vụ Google có luôn, Gmail hay là cái cơ bản nhất để giải trí đó là YouTube là nó có. Google Play thì download game rất là dễ rồi, em download rất là nhiều game ở đây bởi vì con này của em là 32GB, 16GB rất là nhiều, người hướng dẫn cài ROM cho 32GB thì khá là ít nha. Đó, các bạn lưu ý là như vậy. Thế nên là em sẽ làm một cái clip cài ROM trên chiếc máy này cụ thể sau. Còn ngày hôm nay em review qua cho bác nào cảm thấy đang sử dụng chiếc máy này mà đang dùng ROM gốc cảm thấy hơi khó chịu ấy, thì các bác có thể xem clip cài ROM, xem qua đánh giá này của em và quyết định cài ROM hay không, thì cài ROM nó khá là dễ thôi. Thì tí em sẽ làm clip cài ROM sau. Và bây giờ em sẽ đánh giá sơ qua nhé. Thứ nhất đấy là các bác có thể nhìn thấy là em có Google Play này, có cửa hàng Play này, thì em được cài rất là nhiều game. À, chiếc máy này thì nó là Android đúng không, và nó sẽ có Wi-Fi và có YouTube để chúng ta giải trí. Khi mà chúng ta cài xong cái ấy, em cài lại YouTube đã nhỉ, à cài lại Wi-Fi đã, bởi vì em cài cái này nó ở nhà đó. Thì bây giờ em ra công ty ấy thì nó lại phải kết nối lại Wi-Fi đó nhá, em kết nối lại Wi-Fi nhá. Ok rồi, cái nó là wifi, nó như một chiếc điện thoại Android bình thường thôi. Đó, chỉ không lắp được sim thôi, không có chỗ để lắp sim. Đó, chứ còn dùng cũng khá là ổn, với chip MediaTek hơi 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 yếu một tí thôi, nhưng mà chơi cũng cũng được, chơi PUBG và chơi Liên Quân đều được. Rồi, em thử đây, có thể nhìn này, YouTube rất là mượt luôn này. Đó, nhìn thấy nhá, xem đầy đủ YouTube bình thường, dịch vụ Google xem bình thường. Là trước phải cài cái YouTube fan thì mới xem được, nhưng bây giờ là cài được và nó có cái dịch vụ Google đầy đủ rồi. À, các bạn thì nhìn thấy nhỉ, xem rất là dễ luôn. Đó. Này, thì đó, YouTube không phải YouTube fan thì nó có quảng cáo. Thì không sao cả, ủng hộ cho các bạn làm YouTuber khác thôi, như em vậy. Các bạn thấy nhỉ, dùng như bình thường này, màn hình của nó khá đẹp. Màn hình của chiếc máy này thì em thấy là đẹp hơn cái màn hình của con PGD. Cái con đấy đắt tiền hơn. Nên màn hình thì không đẹp bằng con này được, con này màn hình rất là đẹp. Đó. Nếu mà bác nào mà không chuyên sâu màn hình thì các bác có thể nhìn thấy nó gần như là tương đồng một số điện thoại tầm trung bây giờ. Đó, còn bác nào mà kiểu như là chuyên nhìn màn hình ấy, thì các bác sẽ thấy nó cũng ở mức trung bình thôi, cũng kém thôi, mức yếu thôi, nhưng mà em thấy thì cũng ổn rồi để chúng ta có thể giải trí được. Đó, có YouTube nhá, cài game rất là dễ, thích đào game gì thì cứ lên Google Play thôi. Ví dụ như là đây này, Liên Minh Tốc Chiến chẳng hạn, chứ nếu mà cái trước là dùng cái APK Pool ấy, thì nó cài hơi khó. À nha, liên minh nha.
Đó, thì có Liên Minh Tốt Chiến này, thích cài ấn cài đặt thôi, chờ nó cài về là xong. Bộ nhớ 32GB thì cài thoải mái, hoặc có thể là chọn cài vào thẻ nhớ cũng được, chả sao cả. Đó, đặc điểm của Android là giả lập, các trình giả lập nó rất là dễ. Ví dụ ở đây thì em đã giả lập trước cái PHP này, hay là giả lập thêm thì em chưa cài, nhưng mà có thể giả lập được máy retro, có nghĩa là cài được giả lập của máy DS này, máy GBA này, máy GB này, máy NES này, máy SNES này, máy Nintendo 64 là hoàn toàn cài được, thậm chí cả PS1 cài được và rất là mượt mà, ở một cái mức giá mà tầm hơn 2 triệu thì là quá là tuyệt vời luôn, đúng không? Chơi được PSP này. Đó. Hay là game nhá, game ví dụ như là chơi Liên Minh Điện Thoại thôi. Đó, thì trước em đã chơi PUBG bắn súng, thì là trước em đã chơi thử ấy, thì chỉ cần cài cái nút này là chúng ta có thể chơi được. Hay là thậm chí những game đua xe của Game Lốt, hay là game bắn súng của Game Lốt, ví dụ như game này chẳng hạn này. Đó. Âm thanh của chiếc máy này rất là hay luôn, bởi vì nó phát ra hai loa bên này, nó chỉ tập trung vào giải trí mà, nó không có nghe gọi điện thoại hay gì cả. Thành âm thanh của chiếc máy là rất là hay luôn, nó phát ra hai loa rất là hay luôn. Đó, đây là điều đặc biệt. Mặc dù là cấu hình hơi thấp, lót game hơi chậm, nhưng mà ở cái mức giá như vậy thì quá là ổn luôn, bởi vì là cái bàn phím này chơi game rất là thích. Cái đặc biệt của cái bàn phím này này, nó là hai những cái phím cao su nó rất là êm luôn nhé, êm vô cùng luôn. Nó êm như là máy PSP ấy. Nó êm hơn cả máy PS Vita luôn, mà nó êm như máy PSP luôn. Đó, rất là êm luôn, ấn rất là sướng nhá. Analog rất là nhẹ. Một điểm trừ cho analog là chỉ giống như máy chơi game cầm tay thôi, là nó không có L3. Có nghĩa là một số game, ví dụ như em chơi game Minecraft ấy, thì cái phím để gọi là mở cửa hay là nhặt đồ ấy, thì chúng ta phải set up bằng phím này. Thế nên là khi chơi game nó hơi khó chịu. Cho nên em có L3 giống như trên Nintendo Wii U ấy, thì chỉ ấn này là chúng ta có thể mở cửa được, thì nó dễ hơn. Đó, tiếc là nó không có. Có phím trên này thì đơn giản là chức năng bình thường thôi. Nếu muốn chơi game gì thì ấn phím này. Sau đó ví dụ như là Liên Minh Huyền Thoại chẳng hạn, thì di phía này vào phím di chuyển này. Đó, cái này thì ở vẻ màn hình thì chúng ta xoay sang dọc được. Còn những cái phím này là ghi vào phím năng, chức năng, skin thì kiếp vào phía này. Đó, chúng ta thể gắn phím rất là dễ dàng thôi. Đi đi chuyển chỗ nào chúng ta gắn được hết. Đó, chơi thử cái game này cho các bác xem nhờ, game này vô cùng là khủng khiếp luôn. Đó. Đây. Tiện đây thì em nói luôn là năm nay em 31 tuổi nha. Đó, em là đàn ông, chứ không phải là phụ nữ, mà cũng không phải là nọ kia, đó, không phải là giới tính thứ ba. Đó, các bác nhìn thấy không? Đó, bây giờ thì nó hướng dẫn là các bác có thể chơi bằng màn hình thôi. Đó. À. Nhưng mà tao vẫn phải chơi bằng tay cầm bình thường. Đó, các bác này như game nó khủng như này mà. Đó. Game này một số game của Game Lốt thì chơi bằng tay cầm rất là sướng luôn. À. Âm thanh các bác nha. Âm thanh phải nói là cũng rất là hay. Và nó thật sự âm thanh rất ấn tượng với âm thanh luôn. Đó. Cái game này nó chẳng là, nó là em không rõ là thể loại gì đó, nhưng mà nó chơi nó khá là giống cái game game The Sims của Game Lốt. Vì Game Lốt là người ta hay là tạo ra một số cái game mà nó giống một số game nổi tiếng của hệ PS hay là của Nintendo ấy, ví dụ như là game này chẳng hạn, hay là game Gunstar nó giống như GTA ấy, là cũng chơi được ở trên máy này, mà nó là game mobile cho nó nhẹ hơn rất là nhiều so với việc chúng ta giả lập PS1, mà đồ họa cũng khá là đẹp. Có cái game gì gì Sparta ấy, nó giống y như game chơi cái gọi là game play, nó rất là giống với game God of War ở trên đấy luôn. Đó, ở Game Lốt thì có những game như thế. Đó, vừa chơi cảm ứng được mà vừa chơi bằng game pass được, rất là hay nha. Để nâng cấp vũ khí này. Này là giống cái game tự nhiên quên mất này, là game gì nhỉ, trên PS này tự nhiên quên mất cái game đấy, bác nào biết thì comment bên dưới nhé, tự nhiên quên mất Slim The Slim hay gì ấy. Đây nha, các phím chức năng ở trên màn hình đang hướng dẫn này nhé. Đó, thì bây giờ chúng ta có thể gán vào được luôn.
cho nó đầy nhận đầy đủ phím chức năng này. Em ra gán phím cho các bạn xem. Game gì cũng chơi được. Đó. Game Free Fire, cái game mà các bạn hay chơi, ví dụ Free Fire hay là PUBG, chúng ta hoàn toàn gán được đầy đủ các phím chức năng ở chỗ này. Đấy là nó có phím Select, Start và phím XY hay là phím hai phím L1, L2 và R1, R2 này, bốn phím đấy thì chúng ta hoàn toàn gán được bình thường. Đó. Ok, cái này thì bỏ qua nhé, giới thiệu game này lâu quá, game này rất là nhiều tính năng. Ok, chơi thử game đua xe các bạn xem nhé, Alpha rất là nổi tiếng đúng không? Đây. Khả năng đa nhiệm thì đây là sản phẩm này nó sử dụng Android 7 ấy, thì nó cũng khá là ổn trong khả năng đa nhiệm. Ví dụ như là chúng ta sau này ấy, các bạn có một đường phía dưới phía sau mình sao đợi X18S mua thì hiện tại bây giờ chưa có. Em thấy ở trên Alibaba có rồi, mỗi tội là nó bắt phải mua 5 cây luôn. Mà mua 5 cây về mà thì nó hơi nhiều tiền ấy. Chứ nếu mà nó bỏ mua 1 cây em thấy giá của nó hiện tại bây giờ tổng khoảng 4 triệu mà nó mua 1 cây thì em mua ngay. Nó mua cây vào review ngay, X18S thì bởi vì con đấy cấu hình nó cao hơn con này, chơi game chắc chắn là nó sẽ mượt hơn. Ở đây là hướng dẫn chơi bằng tay cầm này các bạn này. Đó, các bạn thấy đâu, nếu mà thao tác nhanh thì nó hơi chậm một tí, bởi vì cấu hình của con này nó ở chỉ ở mức gọi là thấp thôi, đến bây giờ là thấp so với những điện thoại phổ thông bây giờ còn cao hơn. Đó, nhưng mà thôi, để chơi game thôi mà. Alpha 8 này em đã chơi thử nhá. Chơi game này thì mê luôn, đua xe rất là hay. Đó, đủ để chơi những cái game này luôn. Đồ họa rất đẹp. Chắc chắn một điều ấy là nhiều bác hỏi em là liệu nó có hơn được Vita, PS Vita tầm giá tiền nó hơn 2 triệu hay là hơn được máy Nintendo gì à? 3DS, đồ 3DS New 3DS ấy, cũng tầm hơn bằng tiền đấy. Thì chắc chắn là hơn nhá, bởi vì là bây giờ mình đánh giá là vấn đề giải trí, không phải chơi game thuần túy nữa. Ví dụ như là mua cho các cháu chơi, các cháu có thể xem YouTube được, hay là các cháu có thể là lướt web được, hay thậm chí là anh em mình có thể dùng Facebook được. Nó hơn rất là nhiều so với việc mà chúng ta chơi Vita, nó chỉ chơi được game thôi. Mặc dù là một số game của Vita nó khủng khiếp hơn nhiều, hay là nó hay hơn nhiều, nhưng mà nhiều khi chúng ta chả chơi đến, đúng không? Khi mà bây giờ chúng ta có thể chơi được game online, tương tác với người dùng khắp nơi trên thế giới, có phải thú vị hơn là chúng ta chơi một game offline. Ví dụ như là trên máy Vita nó có một số game đặc thù ấy, hay máy PSP nó có một số game đặc thù như là God of War chẳng hạn, thì trên chiếc máy này có một số game cũng khá là giống như vậy. Hoặc chúng ta có thể giả lập PSP cũng được, chả sao, đúng không? Đó. Trên Nintendo thì nó có Mario, mà trên Nintendo 3DS thì nó có Mario 3D. Thì game đấy thì chúng ta cũng chưa giả lập được trên máy này, nhưng mà nhiều khi chúng ta hay nên hy sinh bởi vì chúng ta có thể xem YouTube được, xem online được, đúng không? Thì cá nhân em thì không phải là người quá là cầu kỳ về vấn đề là game thuần túy, thì em có thể là em chỉ thích mua để sưu tầm thôi mà. Thì em có thể là thích con này hơn, bởi vì là con này em có thể sử dụng được lâu dài hơn chẳng hạn. Như em mua con Vita có 2 triệu mấy là em mua ở trên Marketplace này mà cả được đấy. Vì sao con này rẻ, có 1 triệu mấy rồi, hình như có 1 triệu 2 triệu thôi. Vì sao nó rẻ, bởi vì là thực ra là con đấy nó thay phím rồi, thế rất là rẻ. Nhiều bác yêu cầu em mua thì bây giờ em tìm khá là khó, con đấy nó tháo rồi, màn hình nó hơi ám một tí nữa thì em mua mới rẻ như vậy đó. Còn con này thì còn như em mua phát là em cảm chơi được mấy hôm mà em thấy chán luôn, em bán luôn. Con đấy chơi chỉ chơi game PSP là hay thôi, chứ còn cái game mà của PS Vita thì mỗi game ăn chắc là còn chơi ra hồn, chứ những game khác thì chán lắm. Đó. Hay là 3DS của Nintendo thì gọi là trở về tuổi thơ, chơi một số game Mario thôi. Đó. Cũng mà vài hôm là chán, chỉ là sưu tầm thì được. Nhưng vài hôm là chán. Con máy này thì chúng ta có thể xem YouTube được, không chán. Đúng không? Đó. Đơn giản là hôm nay chỉ review sơ qua về cái ROM quốc tế của sản phẩm này như thế thôi. Ở Việt Nam thì nhiều cửa hàng bán chắc là người ta chưa cài đâu. Em sẽ làm một cái clip, chút em sẽ làm một clip hướng dẫn cách cài ROM quốc tế ở chiếc máy này. Đó, các bạn lưu ý nha, là phải xem kỹ clip hướng dẫn, bởi vì là bản 32GB và 16GB thì nó sẽ có cách cài khác nhau, sẽ có file ROM khác nhau. Đó, còn cách cài giống nhau, có file ROM khác nhau. Đó, các bạn lưu ý nhá. Thì em chỉ review sơ qua về sản phẩm như này thôi, bởi vì em thấy cái này hay quá. Thực sự em chơi mua em không muốn bán luôn. Thế hay quá nên em review sơ qua như vậy thôi. Về ROM quốc tế và bác nào thấy cái ROM này hay ấy thì các bác cùng xem tiếp cái clip mà em hướng dẫn chạy ROM trên chiếc máy này nhá. Ok, chờ chút.